chảo tôm của mình á, nó sóng sánh lại nè. Mình cho một tí xí nước mắm vào, ôi nó thơm ngất ngay luôn á các bạn. Món này mà ăn với cơm, rồi có thêm một tô canh chua nữa thôi, ôi thôi rất là tuyệt vời, ngon lắm luôn á các bạn ơi. Thí chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nghề Hai Bạc nha. Hôm nay Thí đi chợ mua tôm để về làm một cái clip để chia sẻ cái cách như thế nào để mà mình rang tôm được đỏ đẹp nha các bạn. Đó, Thí lấy đầu tôm ra nhưng mà hôm nay đi chợ không có tôm các bạn, cho nên mua đại tôm như vậy nhưng mà cũng không vừa ý lắm. Vì tôm nó sắp lột rồi các bạn, cho nên không biết là có ra màu đẹp hay không nữa. Để mình làm xem. Đã mình quyết định đi chợ mua tôm về mình chia sẻ, cho nên dù không được ngon lắm, không được như ý muốn, nhưng mà Thí cũng vẫn chia sẻ nha. Các bạn xem ủng hộ Thí nha. Đó, Thí cho dầu vào chảo, rồi Thí cho một muỗng đường. Đó, Thí để một cái muỗng đường vào cái lúc này thì như thế nào để các bạn cứ xem cái clip của Thí ha, để chút xíu Thí sẽ nói cái bí quyết ha. Đó, mình cho một muỗng canh đường. Rồi mình cho, bây giờ Thí cho tỏi vào nè, để mình phi cho tỏi nó vàng thơm lên nha các bạn. Đó, khi mà tỏi vàng thơm lên rồi á, mình sẽ, đó, mình để tôm vào. Rồi mình không có trộn, mình chỉ cho nó đều đều ra như vậy, cho nó đều chảo ra. Rồi mình cho nó đều tôm trong cái chảo của mình, rồi mình đậy nắp lại nha các bạn. Đó, chút xíu nữa các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Đó, trông đẹp chưa? Đó, hết ý chưa các bạn? Đó, còn một số thì nó chưa có đều, nhưng mà bắt đầu mà bây giờ mình mới lấy đũa mình trộn đều lên. Hấp dẫn không các bạn? Nhưng mà tôm này nó sắp lột, chút xíu nữa có một số nó sẽ xuống màu, nhìn nó không có được như vậy. Nhưng mà nếu mà như mà những con tôm mà mình mua mà nó vừa đúng lứa, mà nó không có bị sắp lột như những con tôm Thí mua nè, là nhất định. Các bạn không tin thì các bạn cứ làm thử đi ha. Tại vì Thí làm rất là nhiều lần, nhưng mà đợt này tại vì mua tôm không được, nó bị trúng ngay cái đợt nó lột quá các bạn, cho nên nó mới như vậy. Chút xíu nữa là các bạn nhìn nó sẽ trở cái màu hơi trắng trắng á, là tôm nó muốn lột đó. Còn có một số nó đã lột rồi là nó rất là đỏ luôn các bạn. Thậm chí mà tép á các bạn, tép tép bò, mình làm cái cách này là con tép rất là đỏ luôn mà rất là ngon luôn á các bạn. Thí cho tí xíu muối nha. Đó, và một muỗng agi ngon. Thí sử dụng một muỗng cà phê muối và một muỗng agi ngon. Rồi mình cho thêm hai muỗng cà phê đường. Mình tại vì hồi nãy có một muỗng đường đầu tiên rồi, cho nên bây giờ mình chỉ cho thêm hai muỗng để cho nó thấm thêm gia vị thôi nha các bạn. Đó, để Thí nói cái khúc hồi nãy Thí để cái đường đầu tiên ha. Vì khi mà mình rang tôm hoặc rang tép mà mình để đường vào cái chảo dầu đầu tiên là nhất định con tôm của mình nó sẽ đỏ vàng tươi luôn á, rất là ngon luôn á các bạn. Cho nên đây là cũng một cái bí quyết nha các bạn. Giờ Thí mới vừa cho một miếng nước mắm để cho cái tôm mình á, cái chảo tôm mình nó sẽ sánh lại và nó sẽ dậy cái mùi lên rất là thơm luôn. Đó, hấp dẫn không các bạn? Đó, Thí nói đúng không các bạn? Các bạn nhìn mấy con tôm mà hơi trắng trắng đó, bây giờ nó ngã màu rồi đó các bạn. Là những con tôm lột không á. Khi mà mua hôm nay cũng Thí cũng không để ý lắm. Tại vì Thí thấy có một số tôm lột, mà thường thường các bạn mua tôm á, các bạn lưu ý là cái vấn đề mình để ý là nếu mà có tôm lột nhiều là đa số những con tôm đó nó sắp lột không á các bạn. Đó nè, mấy con này là tôm chuẩn bị lột đó. Cho nên khi mà mình làm nó đỏ lên rồi, mình xào nó đỏ lên rồi nhưng chút xíu á, tại vì cái vỏ của nó không có dính sát cái mình của nó, cho nên nó sẽ nổi lên cái màu trắng nè. Còn những như con tôm lột rồi nè, đó, nó đỏ tươi luôn, nhìn rất là bắt mắt luôn á các bạn. Nếu mình mua những con tôm mà nó không có chuẩn bị lột thì nó cũng ngon y chang như cái con tôm mà lột đó đó các bạn. Đó, hấp dẫn chưa? Giờ nó sóng sánh lại nè. Thí sẽ để lửa riu riu cho nó kẹo kẹo lại tí xíu nữa. Thì mình sẽ cho hành vào, rồi mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Đó, nó sánh lại rồi, mình cho hành vào luôn. Hấp dẫn chưa? Thôi hôm nay Thí chỉ chia sẻ cái video để các bạn làm cái món tôm được vàng đẹp, coi như là nó đỏ lên nhìn nó bắt mắt hơn nha các bạn.
Nếu mà các bạn nào biết rồi thì xem cho vui ha, ủng hộ Thí. Còn nếu mà ai chưa biết thì cứ áp dụng cái cách của Thí ha. Tôm rất là đẹp luôn á. Thôi Thí bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại những video sau.